Nè, đi gần thì dám cu không? Toàn là massage không chứ cu gì. Ủa massage cũng năm ăn năm thua. Nó thấy chưa? Massage hụt để bi thấy bà nội luôn đó con. Má, tao được 10 điểm đó mày. Tao được 10 điểm đó. Trời ơi, tao 10 điểm là nhờ tao. Lean body, ta một đời ngạo nghễ. Thế massage định một kiếp hùng anh. Trong cuộc đời đâu chỉ sống với danh, mà thơ mộng trên từng cung cảm xúc. Thôi, chào mấy em quay lại với chương trình Pizza. Bây giờ đã rất là thấm mệt, chóng mặt quá. Chưa ăn gì hết trơn. Tao bia này quýnh sao? Đổ á. Ngoài đường của anh ra, mấy em hãy comment một đường khác nha. Anh thích anh quýnh anh nhỏng anh cháy vậy nè. Thích anh nhỏng, anh thích nhỏng bèn lắm em. Mày đá chi vậy? Hồi nãy ở ngoài tao quýnh đâu có đá đâu. Cái điều tao muốn quýnh là quýnh vậy á. Nhưng mà nãy giờ quýnh không có ra. Tật gì biết không em? Tật nổ á. Cái tật lão chó đó chứ tật gì. Đâu mấy trái bi như vậy á mà đi quýnh nó ghê không? Nhổng phô câu đồ lên, đồ quýnh ghê cho ba. Giỡn thôi ba. Bữa nay không phải là chủ đề đó, bữa nay là chủ đề quýnh da. Mấy cái da điếc quýnh rất là dễ mẹ. Dù như bi trắng đi. Một. Vào gà mấy em, vào gà. Hai. Phải đếm nha. Hai. Rồi, xong tiếp tục. Chuẩn bị hai băng nè mấy em, có hai băng nè. Hai rồi nha. Ba. Trời ơi, tao nói ba là ba. Rồi, 3 điểm. Rõ ràng 3 điểm bi con rồi. Biết cái đây là gì? Diễn sâu. Biết cái đây là diễn sâu, đúng không em? Diễn sâu. Đã. Diễn sâu. Lại nha, nhìn kỹ không nói nha, im nha. 1. Bi trắng nha. Chết mẹ rồi. Sao cái này nó ra khó vậy? Hồi nãy nó ra dễ mà. Má nó. Bi gì khó cho ba. Hai điểm. Rồi khó nữa vậy. Rồi bây giờ. Ba điểm. Ba điểm. Bốn điểm, vào điếc luôn rồi. Cây bà nó, bao điểm nào đó điểm đó. Bốn điểm nha. Thôi, tao vô gà kỳ vậy. Năm điểm. Má mệt quá. Đi coi nằm bả coi mà thôi. Trời ơi, gà bị khó vậy. Sáu điểm. Mệt quá. Sáu điểm nha. Á đù. Chưa cũ, á đù. 7 điểm. Á đù. 8 điểm. Đi cơ 8 luôn hả trời, tao đi cơ 8 luôn á. Tao đi cơ 8 luôn á. 9 điểm. Trời, 8 điểm, tao đi cơ 9 luôn á. Ê. Đó. Trời, đừng nói đi cơ 10 nha. Đừng có nói đi cơ 10 nha. Đi cơ 10 luôn mày. Má, trân trọng gì đang có. Hay là mất mẹ luôn. 10 điểm nha. Má, tao bị tao sao dư luôn. Ê, chúng hả?
Tao được 10 điểm đó mày. Tao được 10 điểm đó. Trời ơi, tao 10 điểm là nhờ tao điếm chó đó. Đó, mà lỡ điếm chó rồi phải diễn cho sâu nhớ mấy em. Nó sai mẹ rồi, tới đầu tiên rồi ba ơi. Nhìn nè, nó lỗi nè. Ví dụ như vậy nó cũng lỗi nữa. Nói chung là hai cái bi gần là khả năng lỗi cao lắm. Lỗi đó. Hiểu chưa? Mà lỗi là trúng xiềng luôn à. Cái kiểu gì lỗi ở đâu nó cũng trúng hết á. Ví dụ đây đi. Nè, nó lỗi cho mày coi nè. Được không? 1, 2, 3. Cái bi đó là lỗi nha mấy em. Cái bi nó chọt hai trái liên tiếp và lỗi á. Lùa cơ. Lỗi lùa cơ nha. Mấy thằng gần gần bảo đảm lùa cơ 99% luôn. 1, 2, 3 lùa. Lùa lại gì hả? Nó chạm bi hai lần đẩy lượt hai trái. Nó chạm bi hai lần đẩy lượt hai trái. Con nào quay low motion nổi không? Đúng không? Ví dụ như vậy đi, nó anh sẽ là đẩy lượt hai trái mà anh chạm bi hai lần. Chỉ cần nè, đẩy lượt hai trái lỗi, chạm bi hai lần lỗi. Hoặc là cả hai luôn cũng lỗi. Nè nhìn nha. Anh sẽ đẩy một lượt hai trái, cả trái trắng lẫn trái vàng nè. Nè không? Nó anh và anh chạm trái trắng hai lần. Tại vì tụi em nhìn không kịp á, máy quay nó không đủ trình, nó nhìn mấy em nó không đủ trình. Nè thí dụ vậy không, khi mà tụi em đẩy cơ ra nè, tụi em đẩy cái cơ ra thì có phải là em lùa lượt là hai trái nó chạy luôn không? Yes. Đúng không? Em đẩy một cái ra là em lùa lượt hai trái nó chạy luôn nè, đúng không? Và em chạm trái trắng hai lần. Tại sao chạm trái trắng hai lần? Tại vì á, trái trắng nó đụng trái vàng xong nó sẽ đứng lại, xong cái mũi cơ của em đang trường tới nó đẩy thêm cái nữa. Tức là em sẽ đụng cái trắng hai lần và em đẩy luôn lượt hai trái. Đó, lỗi không đó ông nội. Cái bi đó nó quýnh kêu đó là lỗi chắc rồi. Cãi lộn nha. Cãi lộn tới ché chói luôn. Vậy thì cách quýnh cái đó không lỗi. Cũng quýnh được. Nhưng mà bạn sẽ nhìn thấy nó phát cơ rất khác. Nó phát cơ khác lắm, nó không phải phát như vậy đâu không? Đó, nó rung rung. Nó sẽ quýnh vậy đó, nó lỗi từ lừa chẳng. Bây giờ tập như thế thì khó lắm. Tụi em sẽ sợ bị vuốt cái cơ á. Nó lỗi á. Nên bây giờ á, khi mình vô trận á, thì mình cứ quýnh đại mẹ nó đi. Hiểu chưa? Xong rồi cãi lộn. Xong rồi còn mình ở ngoài á, mình tập á thì phải tập đàng hoàng. Yes. Để mốt gặp mấy thằng kia nó biết rồi nó chửi sao ba. Mấy em giờ nghĩ cái bi gần gì tụi em dám cu không? Nope. Nè 1, 2, 3. Đó cu đó ba. Cãi tiếp. Không biết có nhích hay không, cứ gần nhích cái đã. Bị lỗi gì? Thấp mũi. Mũi cao lên nè không? 1, 2, 3, nó cu đó, cái đó không lỗi nha. Em nhìn tới bi nó chạy rất khác. Nè, cái này lỗi nè. Cái này lỗi nè. Nó, lỗi đó. Còn người ta quýnh cái kia là không lỗi. Trời, tuyệt chiêu này phải nó bỏ tiền ra tụi nó mới chỉ mày ơi, không ai chỉ đâu. Nó, tuyệt chiêu mà cu gần nha nè. Nè, để bi nè, ok, thấy không? 1, 2, 3. Sợ, tâm lý còn sợ nên bi nó còn sực. Đúng không? Phải liền được cái tâm lý hết sợ. 1, 2, 3 làm gì? Vuốt cái cơ lên. Em phải động tác em vuốt cái cơ lên trao. Em nhắm thì em nhắm ngay bụng nè. Em nhắm ngay bụng nha. 1, 2. Nhưng mà khi em quýnh em vuốt cái cơ lên cao. Em vuốt cái cơ lên cao thì bi nó sẽ cu gần. Nè, bi gần thì dám cu không? Toàn là mắc xê không chứ cu gì. Ủa mắc xê cũng năm ăn năm thua. Đó, thấy chưa? Mắc xê hụt để bi thấy bà nội luôn đó con. Nên đó, cứ liền cu gần đi. Để cơ thấp xuống, đúng không? Nhắm điểm cu, 1, 2, 3. Cái đó lùa hay không lùa? Cãi lộn thôi chứ giờ lộn cãi chết bỏ cho anh. Còn tự lương tâm anh thì cái đó lùa. Nè, 1, 2, 3, lùa hay không lùa? Ủa, trái này thằng kia nó cãi. Trái này mày không lùa nhưng mà thằng đối thủ mày nó cãi. Cái khẩu quyết của trái bi này giống y của Lê Thường thôi. Nhưng mà em phải có động tác vuốt cái cơ lên. Em nhắm là nhắm ngay bụng. Ví dụ bình thường để cu lê để trên đầu sẵn rồi đúng không? Em cu. Còn trái này em được để trên đầu, em để ngay bụng như nè, ngay bụng bi nè. Đúng không? Xong tới 1, 2, 3. Đó, vuốt ra. Tùy vào cái lực em đẩy, nó đẩy dài hay đủ đẩy ngắn. Đúng không? Nói chung là nó cũng hơi khó lắm em. Nè, 1, 2, 3. Đó. Không. Cu lê. Nó mới giải quyết được những trái như bi như vậy. 1 nè, 1, 2, 3 lùa. Đó, cãi phải nhìn kỹ nha. Mấy trái đó cực kỳ nhạy cảm, bi da là cái cãi lộn mà không có trọng tài đâu bay ơi. Nè, 1 1
2, 3. Sao lùa được ba, khỏi cãi, khỏi nhìn nha, bị chạm cạch cạch nó biết không lùa rồi. Đẩy thằng trắng dưới luôn. Không nhìn nó không biết quấn trúng không nha. Mấy tao bị đang ngắm cái góc phút rồi không nhìn được. Hết trô với tao bị được lắm, gặp tao trô là chết liền tao bị đó à. Muốn học không? Muốn học tao bị đó không? Học á, like đi, bữa sau chỉ, giờ mệt quá đói bụng hết chỉ nổi rồi. Nhớ nha, nhớ cu lê nha mấy em, nhớ cu lê nha, bữa nay là cu lê đùi mi đó. Cái trái bi hồi nãy đó, tụi em ra tụi em cãi lộn là phải ăn. Bây giờ chấp nhận lùa luôn. Tao lùa điểm đầu, 9 điểm sau tao không lùa, tao lấy 9 điểm. Tao bỏ 1 điểm, ghi 9 điểm vô, nghe. Nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ cứu huyền thoại chưa nè, nhìn mặt anh Diễn nè. Thằng Thái vô. Má nó bị khói ba. Phật, tao lâu liền vô, tao lâu vô, tao lâu. Tập con cái thì chú ý. Trời ơi, hên quá, tao lâu vô. Sao mà quýnh liền luôn. Đứng đây chích một cái cho nó sợ. Ăn mép trong nha, đừng ăn mép ngoài nha mấy em. Mình phải coi thằng đó nó ngồi ở đâu cái đã. Thằng đó nó đang ngồi khúc phức thì mình chơi được nha. Thằng đó đang nhìn mình thì chơi lộ quá. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.